xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay Nông Cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu với mấy anh em cái động cơ Mitsubishi tầng 3C. Con này nó có cái bơm luôn nè, anh em thấy không? Con này về ngoại thất của nó thì còn rất là mới luôn. Đó, anh em có thể thấy nè, đẹp từng chi tiết luôn. Nè, nhớt là nó còn cái dấu son, nhớt cái ống kiểm máy rồi, anh em thấy không? Trên 90%, nó chỉ có dăm dăm cái khúc này nè, thì khi mà về thì nó hơi chạy xước khúc này thôi, còn toàn bộ lại thì anh em thấy không, cái phần đó còn rất là đẹp, cái demo nè, anh em thấy là cái demo mỹ màu luôn, ở trong nè, từng chi tiết nè. Còn một cái nữa là mình sẽ dòm cái bô lửa nữa nè, anh em thấy không, nó còn trắng cái này thì nó bên đó nó đâu có xài bao nhiêu đâu anh em, đó anh em thấy không, đề đốm rồi nè, L3C đó, L3C chừng 15C, đã 3C rồi còn chừng 15C, đề nước, poly nữa, con này còn phải đạt trên 90%, con này nổ cực kỳ êm luôn, một hơi anh em sẽ test nổ cho anh em xem. Em đi một vòng rồi, con này nó thì nó có tắt điện đây nữa nè, anh em muốn tắt điện thì đấu hai cái dây này ha, còn không thì tắt cơ thì nhấn này vô. Con này thì 22 mã lực, 3600 tua đó, anh em thấy ống nhớt đây nè, cái con ống nhớt này anh em thấy không, nguyên bản luôn á đó, anh em thấy không, chưa lai lô gì hết, còn rất là đẹp luôn, mới ghê. Rồi action. Ra lúc nào cũng chuẩn vậy. Rồi, ok. Mấy anh em có nhu cầu thì liên hệ ha. Alo cho em rồi em bán cho. Con này là phải nó là đỉnh. Rất là VIP luôn. Rồi thôi, xin chào tạm biệt anh em.